Cú xin chào anh em á, thì hôm nay là Cú sẽ quay trở lại con nick ở server 236 nha các bạn. Thì nick này nói chung là hiện tại mình mới vừa bay ngày hôm qua luôn, cho nên là ngày hôm nay thì mình tiếp tục đồng hành với bạn chủ mới luôn. Nói chung một cái lợi thế ở bên Cú khi mà Cú làm việc với những anh em cũ và những anh em ủng hộ mình ấy, thì thường thường là sẽ được anh em sau khi anh em mua á, thì anh em vẫn cho mình online một cách bình thường và vẫn quay video. Thì đó là một cái mà Cú rất là cảm ơn tất cả các anh em đã luôn yêu quý mình luôn, nói thật. Tại vì thường thường thì anh em cũng biết, nếu như mà mình làm đối với những anh em mới nhiều ở bên Facebook á, thì thường thường những cái kèo giao dịch trung gian xong là xong, hay là những cái con nick mình bán ra thì kiểu như là khi nào cần thì anh em mới inbox lại. Còn đối với những bạn khách quen bên mình thì mấy bạn ấy rất là thoải mái, mặc dù là mình không có mở lời là cho mình mượn làm video hay các kiểu, nhưng mà các bạn sau khi mua, hay là thường thường là sau khi mua những con nick thì anh em vẫn gọi là bảo là đổi mật khẩu thì vẫn y cũ đó, và có khi nào rảnh vào chơi thì chơi. Thì đó là một cái mà Cú rất là cảm ơn anh em vì đã đồng hành cùng với mình và ủng hộ mình rất là nhiều nha các bạn. Thì hôm nay là cuối tuần thì Cú sẽ quay trở lại con nick ở cụm server 245. Thì đây là nick Jenny, tức là cái nick của anh cụ bá cũ ha. Thì ảnh cũng gần Tết công việc nhiều cho nên là ảnh cũng dừng lại, và chắc là sắp Tết hoặc có thể qua Tết thì ảnh, nếu như mà vẫn còn đam mê thì ảnh vẫn sẽ comeback lại. Thì ok, hôm nay là cuối tuần thì Cú cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ Cú, cũng như là những cái kèo giao dịch nhỏ nhất và những ta đến là ủng hộ về giao dịch trung gian, móc nạp và nick ha anh em. Nói chung là ở đây là mình ngồi khá là xa ở nhà cho nên là cái wifi nó không có, mà mặc dù Cú đã bật 4G rồi nè các bạn, nhưng mà nó vẫn bị kiểu mất sóng ấy, chả hiểu sao nữa. Nhưng mà nói chung thì anh em cũng thông cảm ha. Rồi ok, thì hôm nay cuối tuần thì Cú chúc tất cả các bạn là sẽ có ngày cuối tuần vui vẻ nha các bạn. Thì hôm nay là mình sẽ quay trở lại con nick này, và do là nick này sử dụng cho mình là bếp Phượng Hoàng cho nên là Cú sẽ di chuyển ngược trở lại cây Kara để chúng ta sẽ có những cái pha gọi là đam nó chất lượng hơn nha các bạn. Búa thì đồng ý là ok, nhưng mà búa thì thường thường sẽ kết hợp với rắn hoặc là kết hợp với hưu thì nó sẽ hợp lý hơn là Kara nha các bạn. Rồi ok. Ôi trời, có set con trâu nhìn cute thế nhờ. Mặc dù là nó ở đây hình như là có set kim ngu nữa nha mọi người. Đâu rồi? Ôi trời, có khi nào ổng ấn vô cái dũng sĩ mất cái set kim ngu rồi không các bạn? À đây đây, hú hồn nha mọi người. Ok ok, làm Cú cũng giật mình luôn anh em. Tính đâu mới mua nick, tại vì bạn chủ mới nick này á, thì bạn ấy cũng nghỉ khoảng nửa năm rồi mới comeback lại, và rất may mắn là bạn ấy vẫn tin tưởng ở bên Cú và ủng hộ mình ha. Rồi ok, chỉ số thì cũng khá là ok ha các bạn. Sát thương là 13.000, hộ giáp là 12.600, hồi phục là 100k, tấn công là 20.977 và phòng thủ là 20.384 nha anh em. Về phần ngọc thì Cú vẫn sẽ sử dụng thiên về những cái ngọc công hơn, Cú không sử dụng miễn kháng á, tại tầm này thì đa số vẫn là chơi đam nhiều hơn nha anh em. Mấy hôm nay thì nói chung là Cú lên ít video là tại vì mình cũng không bận thì không có bận lắm, nhưng mà do là mưa gió với lại cũng bị bệnh ấy, cảm mấy cái kiểu ấy, cho nên cũng hơi lười một tí xíu nha anh em. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chinh chiến ở giải siêu cấp. Thì hiện tại là chúng ta đang ở gà 12, thì Cú không biết là tầm này gà 12 cuối tuần thì chúng ta có cân nổi hay không, thì cùng xem thôi các bạn ơi. Ôi trời, sao mạng kỳ thế nhờ, 4G của Cú rất là mạnh luôn ấy mọi người. Thường thường thì Cú nhớ là 4G, để Cú tắt luôn hẳn cái wifi coi, có nhiều khi nó kiểu chập chờn ấy các bạn, tức là nó nửa 4G nó nửa wifi ấy, thành ra thì nó bị kiểu như kết nối mất kết nối ấy, Cú nghĩ là như vậy. Cái này là mặc dù là mình xài wifi mình vẫn đăng ký 4G, là tại vì đôi lúc mình đi ra ngoài ấy, anh em, thì mình vẫn gọi là sử dụng 4G để rep tin nhắn khi mà mình đi ra ngoài ha. Rồi ok, ván đầu tiên thì chúng ta gặp bạn bố bông, và ở đây bạn ấy liên tục bỏ lượt nha anh em. Ở đây là vị trí chúng ta nằm, thì nói chung là ở đây thì một pha đào của Kara thì cũng có thể vẫn có thể kết thúc được chúng ta. Tuy nhiên thì đối với bạn bố bông này thì không biết là sao bạn ấy bỏ lượt nhiều đến vậy nữa. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ khởi màn bằng một màn combo full dam nha các bạn. Cú bây giờ thì làm video thì nói chung là kỷ niệm là chính, với lại đôi khi mình nói cái gì á, mình cũng xem lại video mình cũng thấy nhiều cái nó lạ lẫm lắm nha anh em. Nói xàm xàm ấy các bạn, riết rồi không biết nói cái gì luôn ấy.
Ok, thì với một cái combo đầu tiên thì hầu như kèm với đó là Ngọc Bảo Kích thì khá là mạnh nha anh em. Chỉ với khoảng 3 đến 4 tia thôi thì đối thủ của chúng ta đã bay màu rồi các bạn. Để xem là từ đây tới đến lúc kết thúc video xem là có bị chập chờn mạng nữa hay không nha anh em. Tuần này thì nói chung là được anh em ủng hộ rất là nhiều. Những cái nick tầm to thì hầu như là đều bay hết rồi các bạn. Đa số là chỉ còn những cái con nick độ khoảng là tầm 5 mấy đổ lại. Nhất là những cái nick tầm 1 triệu mấy cho đến 2 triệu thì Cú đang vẫn xả rất là nhiều. Và tuần này thì nói chung là ra cũng đâu đó là 5-6 con ấy mọi người. Thì đó cũng là một cái gọi là ok rồi. Tại vì một tuần thì nói chung là làm cái công việc này thì nó hên xui lắm. Nhiều khi một tuần không có con nào, nhiều khi một tuần 10 mấy con, hoặc là nhiều khi một ngày này chỉ vào vài nghìn, rồi nhiều khi một ngày có thể là vào được mấy nick cũng không chừng. Nói chung là nó không có cố định đấy mọi người, nó kiểu như là hên xui bữa vậy. Ôi trời, ủa, what? Một cái ba full dam của bạn 55 vừa rồi hoàn toàn với sát thương khá là to, nhưng mà cũng không biết tại sao một cái pha ném chay của mình lại có thể kết thúc được bạn ấy nữa, hơi ảo nhờ. Bây giờ thì chúng ta gặp bạn Nam Thần, hình như bạn này thì ở cộng server 519 và lực chiến của bạn ấy thì tầm 1M5 nha anh em. Rồi ok, ở đây thì Cú sẽ sử dụng đó chính là 155 luôn. Ở đây Cú không sử dụng băng tại vì combo của chúng ta sử dụng ra nó sẽ mang tính chất là đào đi. Cho nên là Cú sẽ full dam ngay từ đầu luôn nha các bạn. Rồi ok, thì chỉ với hai cái Kara đầu tiên thôi thì chúng ta đã kết thúc được bạn đối thủ level 50 với 1.5 triệu lực chiến. Thì ở tầm này thì hầu như khi mà anh em sử dụng cho mình là combo full công ấy các bạn, tức là Kara và kèm với đó là Phượng Hoàng, thì chúng ta cần phải đánh nhanh rút gọn để kết thúc đối thủ lẹ nhất có thể. Chứ nếu như các bạn càng kéo dài á thì những cái pha đam của các bạn hầu hoàn toàn nó có thể gọi là bị kiểu như là chúng ta bị mất lợi thế nhiều ấy. Tại vì khi mà những cái combo này nó đụng nhau á, là ăn nhau là ở những cái pha đầu ấy các bạn. Tại vì những cái pha đầu thì thật sự là những cái pha dồn đam rất là chất lượng nha. Cú thì ngưng 1 ngày 2 ngày video là bắt đầu mình lên mình quay lại là mình bị khớp các bạn. Bị nói kiểu như là nói linh tinh lang tan, thế thành ra anh em cũng thông cảm nha. Ôi trời, bạo kích và xuyên giáp thì thôi hỏng rồi. Kỳ này thì vẫn là bạn đạt level 55 khi nãy, nhưng mà combo của bạn ấy kỳ này được cường hóa rất là mạnh bởi hai ngọc, đó chính là xuyên giáp và bạo kích nha anh em. Xuyên giáp thôi là Cú thấy đã hỏng rồi, còn bạo kích nữa thì thôi toàn là 100% rồi. Tại vì một cái va đam thông thường của bạn ấy khi nãy gây ra sát thương cho chúng ta là 3.000, đã hơn 3.000 máu thì chứng tỏ là bạn ấy cũng là một trong những bạn với cái lượng sát thương siêu khủng khiếp nha mọi người. Cho nên là có thêm ngọc là coi như là hỏng luôn. Ở đây thì Cú sẽ sử dụng 2-3 năm luôn các bạn, tại vì Cú biết bạn Thomas này khá là yếu, tại vì mình cũng gặp khá là nhiều lần rồi. Hôm nay thì đáng lẽ là Cú không định quay luôn ấy, tại vì đang tiếp tục là bị chuyển mưa nữa nha. Đây Cú sẽ cho anh em xem. Đó, đang ui ui nữa, nhưng mà rất may mắn là không có mưa. Hiện tại thì Cú đang ngồi trong nhà vệ sinh để quay ấy các bạn. Ok, bây giờ thì cùng cả hai người đều là gà 11 nha. Thì hy vọng là cái combo của bạn này sẽ không đủ sát thương để chúng ta còn ngáp ngáp, và chúng ta sẽ có những cái pha phản đam như là bâu nha các bạn. Chứ nếu như mà cái pha đầu tiên của bạn ấy đam ra mà chạy ngọc bạo kích hoặc là có nhiều pha rít thì khả năng là chúng ta bay màu là một chuyện rất là bình thường. Tại vì như Cú nói khi nãy đó, chứ là cái combo rồi xong. Ôi trời, bạn này đỏ phết đấy mọi người, thật sự là rất là đỏ nha. Đáng lẽ là trong những cái pha bắn này nếu như mà không có ngọc luôn thì khả năng mà chúng ta còn ngáp ngáp nó sẽ rất là cao, và chúng ta lật kèo là hoàn toàn có thể luôn ấy mọi người. Nhưng mà thật là xui xẻo. Ôi trời ơi, thôi toang rồi. Gặp cả top 1 liên như thế này thì làm sao mà hấp hối nổi anh em. Làm sao mà không hấp hối, quên là làm sao hấp hối nè. Mà cũng không được hấp hối luôn, một cái full down thôi cũng có thể gọi là chết ngay và luôn ấy. Một pha ném chay thôi các bạn, kèm với đó là Ngọc Bảo Kích đã lên 357k máu. Cái pha vừa rồi nếu như mà không có Rick á, thì chúng ta sẽ còn sống được, thì lúc đó chúng ta sẽ tích combo và đam được. Còn đằng này thì Bảo Kích là coi như thua rồi anh em. Tại vì top 1 bây giờ khá là mạnh, hình như là lực chiến Cú chưa xem nhưng mà đã hơn 4 triệu rồi thì phải. Mấy nay thì Cú cũng ít xem top lắm.
Thì đây là một nick level 59. Em là ai này thì hình như là bạn chủ nick cũng có inbox để gửi mình giao giùm. Tuy nhiên thì cô ít rao hộ lắm các bạn. Cô chỉ rao hộ đối với những anh em thân quen thôi, không phải là mình chảnh hay là này kia. Tại vì cô đã giải thích với anh em về vấn đề rao hộ nó rất là nhiều lần rồi nha các bạn. Tức là nó sẽ không có được chuẩn các kiểu này kia nữa. Rồi với lại một nick thì nhiều người rao thì nó sẽ rất là về giá cả, về mọi thứ nó sẽ rất là nhiều chuyện xảy ra. Cú thì bây giờ là chỉ làm với những anh em quen thuộc thôi, không có làm nhiều ở bên ngoài, cho nên là cũng không muốn thị phi nhiều nha các bạn. Thì đây là một pha bull dam với lượng sát thương gây ra cho đối thủ hoàn toàn cũng khá là to. Nhưng mà khá may mắn cho đối thủ khi mà chỉ có một pha rig và kèm với đó là có vài pha miss nha các bạn. Và cả ba phá băng nữa. Bây giờ là cú đang lo lắng nhất là pha bow của bạn 59 này. Tại vì lực chiến của bạn ấy thì đâu đó cũng tầm xem chúng ta nha các bạn, cũng trên 1 triệu năm thì phải chứ không ít đâu. Cho nên đây là một điều rất là đáng lo ngại luôn. Thì với cái combo của cú khi nãy hoàn toàn là một cái combo có thể kết thúc được bạn ấy, nhưng mà khá là đen, cho nên là cái vị trí của bạn ấy nằm trên cây cột ấy, cho nên là những cái lượt tia cuối á, nó sẽ không có được chuẩn xác, bởi vì nó sẽ bị vướng những cái mảnh đất. Thì vừa rồi là một pha băng không thành công đến từ vị trí của bạn 59. Thì bây giờ là để xem bạn ấy sẽ làm như thế nào. Ước gì là bạn ấy tự băng vào đầu nha mọi người, chứ cú đang gầu cái pha bâu vô cùng luôn ấy các bạn. Ôi trời, rất hay. Thì đây là một pha bắn ngược, tuy nhiên hình như là thiếu nha mọi người. Sao cú nhìn cảm giác là cái pha đó bị miss ấy. Để xem tình hình coi. Thì bây giờ là bạn ấy quyết định tung ra cho mình là một pha full dam kèm với đó là skill dẫn đường của bếp Phượng Hoàng nha các bạn. Thì với một pha full dam này không có ngọc thì rất là khó để mà có thể win được chúng ta nha anh em. Rồi cú sẽ sử dụng 2-3 năm để phá cái lớp đất ở bên trên. Ôi trời, xuyên giáp hơi dư thừa nha các bạn. Xuyên giáp thì với lượng sát thương gây ra là hơn bao nhiêu các bạn? Quên rồi, trời ơi, hình như là mười mấy ca máu á, 13k máu cho một pha thường không rig là khá là khủng khiếp rồi đấy các bạn. Đây, tiếp tục là bạn ấy nha. Kỳ này thì để xem là cú sẽ tìm một cái vị trí gọi là ok la hơn để chúng ta tung chiêu ra chuẩn xác hơn. Thôi hỏng rồi anh em ơi. Kỳ này thì đối thủ của chúng ta hình như là đã được tên ảo rồi. Và ở đây thì bạn ấy sẽ không có nhiều thể lực nha. Nếu như mà bò quá nhiều thì sẽ làm cho bạn ấy bị mất đi vị trí gốc. Ở đây thì bạn ấy sử dụng gốc ngược để băng chúng ta nha các bạn. Và đây là một pha bắn rất hay đến từ vị trí của bạn 59 với một pha băng gốc ngược rất chuẩn xác luôn. Nếu như gặp cú trong tình huống này chắc là mình băng hụt lất rồi đấy mọi người. Thật sự rất là áp lực nha. Bây giờ thì đối thủ của chúng ta cũng đã sử dụng máy bay để bay lên cái vị trí lá cuối màn hình. Thì đây cũng là một pha khá là dễ hiểu thôi. Nếu như mà chúng ta còn sống sót trong tình huống này thì cú sẽ sử dụng một pha băng và sau đó thì cú sẽ bay lên để bâu luôn nha các bạn. Tức là ôm nhau chống sống chết luôn. Thì để xem là combo full down của bạn này, hy vọng là đừng có chạy ngọc nhé. Ok là với lượng sát thương là 3000 máu cho một tia nha các bạn, cũng rất là đau đấy chứ. Ok là bây giờ thì cú sẽ sử dụng một pha băng. Ở đại hồi nãy thì hình như là bạn ấy đâu có sử dụng bia bơm đâu đúng không mọi người, cho nên là bây giờ là cú cũng sẽ không sử dụng bia bơm. Oh no, thôi chết rồi, sĩ diện là chết nha cú. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắn mạnh hơn một tí xíu nha anh em. Trời đất ơi, vãi thiệt chứ các bạn. Không ngờ lại cú lại gà đến như vậy khi mà liên tục hai va băng của chúng ta đều bị miss. Thôi hỏng rồi. Kiểu này thì bạn ấy ném bét là chết ngắt rồi. Trận này thì thật sự sorry anh em rất là nhiều, trong tình huống này hơi bị sĩ diện khi mà không sử dụng bia bơm nha các bạn. Ôi trời, trận này thiệt chứ, thất bại quá, mất mặt quá, đau lòng. Ok, bây giờ trận này thì cú sẽ lấy lại nha các bạn. Trận khi nãy thì quá sai lầm khi mà chúng ta không sử dụng bia bơm nha anh em. Rồi ok, trận này thì cú sẽ để xem là chúng ta có lấy lại được trận đấu hay không. Trận khi nãy thì khá là đáng tiếc, nếu như mà cú chịu sử dụng bia bơm hoặc có thể là cú sẽ bay lên từ đầu luôn thì nó sẽ khác rồi nha anh em. Rồi ok là. Thì đây là một pha full dam kèm với đó là skill của bếp Vượng Hoàng nha các bạn. Và kèm với đó là Ngọc Thần Bảo luôn. Kỳ này thì có lẽ như là bạn ấy khó sống khi mà hai đợt tia của chúng ta kèm với đó là hai pha rig thì đã kết thúc luôn bạn ấy rồi. Nói chung thì bạn 59 này khó có thể mà win được nha. Thôi hỏng rồi, sao hết xu rồi nhờ. Giải ngôi sao cũng hết luôn rồi. Ôi trời, như thế này thì làm sao mà cứu bắn được cái gì anh em. Chết rồi, hết xu rồi các bạn.
Thôi thì chắc là cú sẽ kết thúc video luôn anh em ơi. Hôm nay cuối tuần thì hơi nhạt nhẽo, sorry các bạn một xíu ha. Nói chung là hôm nay quay là chủ yếu gái gái cho vui thôi. Ngày mai thì cú sẽ, đầu tuần thì cú sẽ chuẩn bị vào một cái con nick chắc là 5X để đấm cả tuần đi. Để cho nó kiểu như nó đi theo á các bạn. Nó đi theo một cái giải siêu cấp cho các bạn xem chiến đấu, nó sẽ cân hơn là bữa thục bữa lòi nha anh em. Rồi ok, thì chú cú xin chào các bạn và hẹn các bạn ở video sau nhé. Bye bye. Khoan đã, để mình coi cái nick của mình bán hôm ấy coi. Đây là cái nick 60 rồi mọi người. 60 bữa hổm cú bán nè. Bây giờ wow, chỉ số cũng rất là khủng nha. Rồi cả cái nick hình như là cái nick này cũng là của cú bán luôn nè. Đúng rồi. Wow, cũng 1.400.000 rồi. Rồi ok, cô xin chào anh em và hẹn anh em ở video sau nhé. Bạn top 1 mạnh nhờ. Để coi top liên coi. Ở trời, 4.300.000 luôn rồi anh em. Khá là lâu rồi thì cô không có vào để xem top liên luôn ấy, nói thật. Bây giờ là mạnh phết nhờ. Anh Bình vẫn còn chơi nè mọi người. Rồi ok, bye bye. Các bạn cần gì thì liên hệ với cú sang Zalo và số điện thoại duy nhất ở trên video ha. Và một lần nữa thì cú nhắc các bạn là khi cần gì thì các bạn kết bạn Zalo và nhắn tin cần gì luôn để cú biết và phản hồi anh em. Chứ anh em đừng có đợi mình kết bạn thì sẽ rất là lâu. Tại vì hiện tại bạn bè khá là đầy, cho nên là mình cũng phải lọc mỗi ngày, lọc bớt bạn bè mỗi ngày. Và mới kết bạn thì sẽ rất mất thời gian. Cho nên khi mà anh em cần cái gì thì anh em kết bạn rồi nhắn tin luôn. Hoặc là anh em cần gấp thì anh em gọi trực tiếp vào số điện thoại cho mình luôn nha các bạn. Thì cảm ơn anh em, hẹn anh em ở video sau. Bye bye.